Chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu anh em chiếc đồng hồ treo tường của Pháp, thương hiệu FFR, máy 8 gông 8 búa nha. Tình trạng thì còn rất là đẹp, anh em xem video và tự đánh giá cho mình nha. Chiếc đồng hồ này thì mình bao zin, chưa có thay thế bất cứ một cái linh kiện nào hết. Hàng mình nhập về là chỉ có lau dầu cân chỉnh lại rồi cho nó chạy thôi. Thùng là lành lặn đẹp nha, không có cứng móp, không có bị sức mẻ gì hết. Hàng mình bán ra mình quay video rất là kỹ, nên trong hình ảnh và video như thế nào thì hàng ở ngoài trang vậy nha. Mặt sáng bóng, không có bị cầy xước. Hai kim nó mạ vàng còn sáng giới luôn. Lấy 8 gồng 8 búa. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần đường link ở trang web á. Mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ vui lòng bấm vô phần mô tả bên trong. Phần mô tả mình có để số điện thoại, đường link trang web và giá bán nằm ở bên trong phần mô tả hết nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.